Chấn động, tiên tri tiết lộ bí ẩn sự thật bất ngờ về cuộc đời của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Từ tuổi 59 đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang, hậu vận sẽ được an nhàn, cuộc sống vô cùng viên mãn. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi, tại sao mình cố gắng chăm chỉ như vậy mà qua nửa đời người vẫn chưa một ngày thảnh thơi? Đã vậy, mỗi ngày đi làm còn bị đồng nghiệp chèn ép, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn. Hay như khi sắp đạt được những thứ mà mình mong muốn thì trăm điều trái ngang đổ xuống đầu, cuối cùng thì lại sôi hỏng bỏng không, khiến cô bác vô cùng tuyệt vọng và buồn bực. Tuy nhiên, sông có khúc, người có lúc, cuộc đời vốn dĩ có lúc thăng lúc trầm, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chỉ cần cô bác không nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng thì nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn mà thành công. Đặc biệt, thời điểm dưới đây sẽ là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Bính Ngọ, nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề trong vận trình của mình thì sẽ bị gặp hạ triền miên. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu từ 59 tuổi, quý cô bác tuổi Bính Ngọ biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì sẽ có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nói đến đây, sẽ có nhiều cô bác Bính Ngọ vẫn còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Đầu tiên, sẽ là đặc điểm tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bính Ngọ họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể. Không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ ưu và nhược điểm lúc nào cũng đi kèm với nhau, họ là một trong những người khó giữ bí mật, muốn thành công bắt buộc thì buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân. Đặc biệt trong công việc, khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ, bảo mật là trên hết. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời, đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè, chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình, lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Về phương diện tiền bạc, Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết, họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập, họ cần rất nhiều không gian để lang thang, tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời, người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ, vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này, bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, nếu không được hoạt động, sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất, cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắn vượt qua dòng sông đầy trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt, cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi.
Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí, hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến. Nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công, cả thèm chóng chán. Trí thông minh tuyệt vời, giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu, thì họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm, nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác, nhanh nhẹn và linh hoạt. Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành nhờ đa tài. Nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Kẻ nổi loạn ương ngạnh, thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Nữ mệnh Bính Ngọ thường có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi. Nếu ăn ở lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ, cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi, bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu. Sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc, sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Nam mạng tuổi Bính Ngọ, hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, thực thà, làm nhiều chuyện tốt tích nhiều phúc đức thì ắt được gia tăng tuổi thọ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện trong cuộc đời của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, Bính Ngọ khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụng được cũng không quá nhiều, mỗi khi tiền bạc dư giả, sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, khi còn trẻ, thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh đã có số vượng tài, đặc biệt sau 59 tuổi, sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, nếu cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ. Bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, hãy nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán, dù hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhưng cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, bản mệnh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Bính Ngọ số đông làm việc rất cần cù, chăm chỉ, giai đoạn đầu của cuộc đời, họ làm ăn rất vất vả, chật vật.
sau sang thời kỳ trung niên sẽ khá dần lên, nếu biết nỗ lực không ngừng vì mục tiêu thì sẽ đạt được thành quả lớn như mong muốn. Trong công việc làm ăn, Bính Ngọ nên đi tìm các nghề nghiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay và một bộ óc thẩm mỹ hơn người thì mới mong đạt được thành tựu. Đối với hoạt động thương trường, do bỏ vốn vội quá nên họ hay bị khốn đốn vì những đống hàng hóa có lợi lớn, Bính Ngọ tối kỵ xa vào tiểu sắc và những thứ hư vô lãng phí khác. Nếu không làm chủ được mình trước cám dỗ và không tự giác rút ra được, có nghĩa là đã tự kết liễu cuộc đời mình. Trong cuộc đời của Bính Ngọ, có lúc thăng trầm khốn khó, nhưng nhìn chung cũng gặt hái được thành tựu rực rỡ trong giai đoạn về sau. Trên con đường quan trường, nên tuyệt đối tránh xa việc giao tranh, kiện tụng. Nếu xảy ra việc kiện tụng, phần lớn sẽ bị thất bại. Tuy luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ có một mình. Họ chỉ muốn theo con đường riêng của mình, kẻ tự do trước mọi nẻo đường cuộc sống. Trong quan hệ, họ luôn đề cao ý thức cộng đồng, họ là người miệng nói tay làm, nên các công việc của họ tham gia phụ trách đều phát triển thành công. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn, bản mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp về đường tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi, Ất Mão để hùn hạp làm ăn, thì công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, đạt được thành công, thu về tiền tài như ý. Tuổi đại kỵ là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Ngày giờ xuất hành hợp nhất cho nam mệnh Bính Ngọ nên xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu xuất hành vào thời điểm này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, đạt được thành công, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn, bản mệnh nên chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý để hợp tác thì công việc sẽ được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi đại kỵ là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Xét về phương diện sức khỏe, Bính Ngọ sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người bệnh này cũng hay bị ứ huyết, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Cũng cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, Bính Ngọ vô cùng nhạy cảm với tình yêu, họ dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng. Suốt cuộc đời sẽ có nhiều chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, có lẽ họ sẽ phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân. Trong chuyện tình cảm, Bính Ngọ đôi khi mù quáng, họ thường có xu hướng không quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài việc yêu hết mình. Bính Ngọ vừa tình tứ lại vừa kín đáo nên thường kẹt trong tình thế khó xử. Thế nhưng ái tình đến với độ tuổi này một cách dễ dàng, bởi lẽ Bính Ngọ luôn tự mình phô bày hoặc quyến rũ người khác phái. Họ rất biết cách khen ngợi người khác, nói những lời hay ý đẹp, khiến người ta vui lòng. Hơn nữa, còn giàu lòng cảm thông, vì vậy rất được mọi người quý mến. Chỉ riêng về điểm này, họ đã có những thuận lợi nhất định trong tình yêu. Nhưng dù có những ưu điểm như vậy, song họ vẫn gặp nhiều thất bại đau khổ, có thể vẫn chưa tìm thấy một người tình như ý, nên suốt ngày giàu dĩ, lo lắng. Luôn cảm thấy ưu thế, với khí chất tú lệ trời ban của mình, lẽ ra phải tìm được một đối tượng như mong muốn. Họ dành phần lớn thời gian quý báu cho những cuộc tìm kiếm vô nghĩa. Thật ra, chuyện thế gian thường là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trong tình yêu, Bính Ngọ nhiệt tình nhưng thiếu nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người yêu. Nhưng mặt khác, họ sẽ cảm thấy giá trị bản thân và ý nghĩa sinh tồn chính là ở việc không đơn thuần chìm đắm trong tình ái yêu đương. Họ thường hiểu rằng tình yêu là nhân tố quan trọng giúp bản thân thành công. Nữ giới tuổi Bính Ngọ thường theo đuổi mẫu tình yêu hiện thực. Họ thường cảm thấy trống trải, cô đơn. Nếu người xuất hiện với tư thế của một thiên thần hộ mệnh vĩ đại, họ sẽ chấp nhận không cần suy nghĩ. Mẫu đàn ông đầy nam tính, có tinh thần sẵn sàng hiến dân, hy sinh bản thân mình là đối tượng tuyệt vời của nữ Bính Ngọ. Họ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ. Sự quan tâm, dịu dàng, ấm áp của họ sẽ khiến người chồng cảm phục, nhưng họ cũng không yêu chồng một cách mù quáng. Hễ phát hiện chồng chán và có ý định bỏ rơi mình, họ sẽ kiên quyết kết thúc hôn nhân chứ không nhẫn nhục, cầu toàn là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Nam giới tuổi Bính Ngọ rất vụng về, muốn bày tỏ tâm tình thì càng khiến họ luống cuống tay chân, cho nên trước mặt người yêu, họ thường nói năng ấp úng, chẳng ra đầu đuôi gì cả. Họ đau đầu nhất với kiểu tình yêu lãng mạn, không biết phải bồi dưỡng khí chất lãng mạn cho bản thân thế nào. Mà ngay cả khi đối phương chủ động, họ còn là chuyên gia tạo ra những cản trở một cách ngốc nghếch nhất. Thời trẻ vụng về, nhưng sau khi trưởng thành sẽ trở nên hoàn thiện, phong độ và được phái nữ sùng bái, ngưỡng mộ. Bởi vậy,
Sau kết hôn, có thể anh ta sẽ đón hoa nhạc cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn phải nhớ quan tâm chăm sóc gia đình. Ngoài ra, Bính Ngọ thường đòi hỏi ở tình yêu nhiều cái mà ngay cả bản thân họ cũng không hiểu rõ, điều này sẽ khiến phía bên kia rất khó chịu. Nhân duyên của nam mệnh Bính Ngọ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới được chung sống hạnh phúc với người mình yêu trọn đời. Những ai sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch không trải qua lần thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình đến cuối cuộc đời. Nhân duyên của nữ mệnh Bính Ngọ được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn những ai sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ có tình duyên viên mãn, cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình mà không phải qua bất cứ sự thay đổi nào trong cuộc đời. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây là tử vi chi tiết vận trình lưu niên của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Tý cho thấy bản mệnh sẽ gặp phải nhiều điều không như ý do hung tinh tác động hoặc khẩu thiệt thị phi nhiều, cần hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tuy nhiên, vẫn có những lúc nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nếu nắm chắc cơ hội trước mắt thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Sửu cho thấy bản mệnh được các tin chiếu mệnh nên gặp được nhiều chuyện như ý, dù thách thức xuất hiện cũng không có gì đáng lo, nếu muốn cầu tài thì bản mệnh cần bình tĩnh cân nhắc và lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, như vậy mới có thể thu về khoản lời lãi tối đa. Giữa năm là khoảng thời gian nhiều vấn đề xảy ra, bản mệnh cần thận trọng hành sự. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Dần cho thấy đường tài lộc trong năm này không hanh thông, họa phá tài rình rập, vì thế mà bản mệnh cần hết sức thận trọng trong việc kết giao bạn bè hoặc ký kết hợp đồng với đối tác. Sự nghiệp cũng có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, bản mệnh không nên phụ thuộc vào người khác mà cần cố gắng bằng chính sức mình, làm tốt các nhiệm vụ trước mắt. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Mão. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ trong năm Mão cho thấy năm nay có các tinh thiên hỷ soi chiếu, bản mệnh nhận được nhiều tin mừng trên cả phương diện tài lộc và sự nghiệp, đào hoa nở rộ cũng là lúc con giáp này trở nên nổi bật trong mắt mọi người. Người độc thân nắm bắt cơ hội để nên duyên với người phù hợp, các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bản mệnh được tiếp xúc nhiều với cơ hội phát triển đáng quý. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Thìn cho thấy vận trình lên xuống bất ổn, thậm chí ngay cả khi thực hiện công việc quen thuộc thì cũng không nên chủ quan bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sao Thiên Cầu tác động khuyên bản mệnh làm việc gì cũng nên tập trung, không nên tạo sơ hở để kẻ xấu nắm thóp, gây ra rắc rối khiến bản thân tốn nhiều công sức giải quyết. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Tỵ cho thấy tình trạng sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt, vì thế cần có ý thức giữ gìn, không nên bắt bản thân làm việc quá vất vả hoặc đắm chìm trong các thú vui, vận động quá sức. Thời điểm này quan hệ xã giao cũng có nhiều bất ổn, cần cẩn thận khi kết giao với bạn bè, kẻo rước họa vào thân, không phải ai cũng thực sự muốn tốt cho mình. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Ngọ cho thấy trong năm Phạm Thái Tuế, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nên tránh tham gia vào việc tang. Thực tế thì năm nay con đường sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh vẫn có nhiều bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm làm việc thì ắt sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Mùi cho thấy vận trình của bản mệnh tương đối hanh thông, ngay từ đầu năm đã có được nguồn thu hoạch nhỏ, đến cuối năm thì hoàn thành đại sự. Tuy giữa năm công việc gặp phải vài điều bất lợi, nhưng vẫn có thể biến thách thức thành cơ hội, tìm ra hướng đi mới ngay giữa khó khăn. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Thân cho thấy vận trình có hung cát đan xen, có lúc gặt hái thành công lớn,
nhưng cũng có lúc vướng phải nhiều khó khăn, thất bại. Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi hành sự, chớ kiêu ngạo hoặc bia quan quá mức. Vì đường tài lộc không mấy hanh thông, nên trong thời điểm này chỉ nên đầu tư các khoản nhỏ. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Dậu cho thấy bản mệnh sẽ được trải qua một năm yên bình. Do không có nhiều tiểu nhân ám hại, nên bản mệnh có thể yên tâm bắt tay vào các kế hoạch của mình. Ngay từ đầu năm, đã có cơ hội làm giàu gõ cửa, bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt để cuộc sống bước sang trang mới. Tuy nhiên, dù giàu có đến đâu thì cũng cần chú ý cách quản lý tài chính, nếu không sớm muộn cũng cháy túi. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Tuất cho thấy bản mệnh liên tiếp được gặp may mắn trong năm này. Ai tham gia thi cử sẽ gặt hái được thành tựu đáng kể. Người có công ăn việc làm ổn định có thể vướng phải khó khăn, song đây cũng là cơ hội để chuyển mình. Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội cần nắm bắt, dù gặp khó khăn cũng đừng sợ hãi từ bỏ, hãy quyết tâm với việc mình đang làm. Vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Hợi cho thấy vận trình của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc, song không cần quá lo lắng, bởi lúc khó khăn, ắt có quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh hóa giải. Vận trình tài lộc không có bước tiến quá đáng kể, cần tìm ra lối đi mới cho mình, không nên đi mãi theo lối mòn, nhưng chỉ khi nào đã nắm chắc mọi thông tin thì mới nên tiến hành đầu tư, không nên làm liều. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, người này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Người này có tài, lại có ý chí nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Người này tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống, ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài thì có bạn nâng đỡ, dường như người tuổi này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến mức đường cùng, bởi có được điều đó cũng là nhờ họ thường ngày sống thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Đó là lẽ nhân quả thường thấy, đường tài lộc của người này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không múc nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao thì tài năng của họ sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như lập nên những thành tựu lớn. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, người mệnh này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người. Nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì người này cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao, sang tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người này có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống, khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng, dù phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Người này số phận đã định, tiền vận phải chịu nhiều cực khổ, song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh, song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, người này sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước, họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình. Với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no, bản thân người này luôn nhắc nhở mình, không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966 sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người này có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, có thể trở thành người đứng đầu,
thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Người này được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình, ngay còn thơ bé, có cha mẹ, anh em, từ khi lớn lên, có bạn đời làm hậu phương vững chắc, giúp cho người này không ngừng tiến bước. Trên con đường công danh sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có chí, lại được quý nhân ở bên tương trợ, nên rất thuận lợi, đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói cả đời công danh, lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của người này chính là tính tình nóng nảy, dễ làm chuyện bốc đồng, sốc nổi, cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 6 âm lịch. Đây là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về đối nhân xử thế, người này trung thực ngay thẳng, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn ắt đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà thập phần tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng màng tới những tranh đua của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà. Cuộc sống hôn nhân gia đình của người này rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người mệnh này sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn. Tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân, thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đớn đau, mà lập nên thành công vang dội, có phúc tướng, được hưởng phúc trời ban như ý cát tường, đã vượn lại càng thêm vượn, dù nay bại thì mai tất thành. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, điều cần chú ý nhất chính là đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù chốt oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng, kẻo bị tiểu nhân lợi dụng. Cũng may, người này phúc lớn mạng lớn, dù phải đối mặt với bao nhiêu cửa ải nguy nan, cũng đều thuận lợi vừa qua, ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao liêm chính, ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 9 âm lịch. Cuộc đời người này ba chìm, bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, cực khổ trăm bề, nhưng chỉ đủ để nuôi sống bản thân, cũng bởi tiền bạc thiếu thốn, nên thường ốm đau, bệnh tật. Tuy là bệnh nhỏ, nhưng không được chữa trị kịp thời, tới tuổi hoa niên, sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh, hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ, nền tảng gốc rễ chẳng được bằng người, nên lập nghiệp khó khăn, song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình, ý chí vươn lên không ngừng nghĩ của người này, có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết lập đông, người này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa, phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ anh em thân thiết, chẳng giúp đỡ được nhiều. Song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, người này gây dựng được sự nghiệp trong tay. Thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường hoạn lộ rộng mở vô chừng, đạt được vị thế bao người tôn kính. Đây là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương. Đường nhân duyên của người tuổi này rất tốt, vượn vận quý nhân, vận khí đủ đầy, đường hoạn lộ rộng mở, là người có tài về đường văn chương, khiêm nhường, thanh cao, chẳng đua tranh cuộc đời, công danh, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bỗng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này tổ nghiệp khó có thể dựa vào cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết tiểu hàn, vận mệnh của người này có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn, mặc dù cố gắng, nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công. Bởi có nhiều điều trắc trở phía trước, sóng gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vừa khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước, nên tới trung vận, cuối cùng cũng sẽ may mắn thấy mặt trời danh lợi,
song toàn hậu vận, phúc thọ đủ đầy, chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng. Không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, những công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người xưa có câu tinh canh vũ độ, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung, tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân vào thời cổ đại. Khi nông nghiệp chưa hoàn toàn phát triển, các biện pháp canh tác sản lượng cao, các biện pháp thúc ép về thời gian còn chưa có, thì người dân thường sinh sống ra sao? Chính là mỗi ngày, khi mặt trời mọc là họ bắt đầu ra đồng làm việc cày cấy, đến lúc mặt trời sắp lặn thì dừng, những ngày mưa gió họ ở nhà nghỉ ngơi. Người có chí hướng thì dành thời gian để đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống như vậy khá sung sướng. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn có thể gặp cảnh những người nông dân trồng cây, bón lúa. Xã hội ngày nay cũng là như vậy, rất nhiều người vì mải mê làm việc, bận rộn kiếm tiền, nên ngày đêm đảo lộn, ngày nghỉ cũng làm việc, khiến không ít người tâm tính trở nên nóng nảy, có nhẫn nại. Một số người còn tự nhận mình là người siêng năng, chán ghét trời mưa gió, vì đã làm lỡ giờ công việc của mình. Sau một thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh không phù hợp quy luật tự nhiên như thế, rất dễ dàng xảy ra hiện tượng làm quá sức trở thành bệnh. Hơn nữa còn là các bệnh lạ lùng, trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên, thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa, hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất, thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được. Quy luật của tự nhiên chỉ là lợi dụng một chút thông minh, một chút mà thôi. Bởi vậy, những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp với tạo hóa. Ngày mưa nếu không thể làm việc, họ có thể tạm thời dừng tay thưởng thức nhạc, đọc sách cổ, tĩnh dưỡng và làm gia tăng tri thức của bản thân mình. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu, doanh số đề ra. Học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn. Bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được, như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Thà làm mọi việc mà có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, thì trái lại còn có thể thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống rất nhiều, khi quá để tâm chú ý thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay. Nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh, nguồn gốc của những phiền não trong lòng người, phần lớn đều là do không thuận theo tự nhiên, không biết mệnh của bản thân mình mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong một khoảng vườn rộng của thiền viện, có nhiều đám cây nhỏ đã bị vàng ố và chết khô. Tiểu hòa thượng thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, liền nói với vị sư trụ trì, sư phụ chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống thôi, để như vậy trông rất khó coi. Vị sư trụ trì chậm rãi nói, đừng vội, loại cây nào cũng đều phải theo thời mới trồng được, hãy tùy thời. Đến mùa, vị sư trụ trì mua những hạt giống cây về giao lại cho tiểu hòa thượng đi gieo hạt. Những đợt gió giông nổi lên làm cho nhiều hạt bị thổi bay đi mất. Tiểu hòa thượng vô cùng lo, nói với sư phụ không được rồi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay đi mất. Vị sư trụ trì bình tĩnh đáp, không sao, bị gió thổi đi rất nhiều là hạt lép, có gieo xuống đất cũng không nảy mầm, con đừng lo lắng, hãy tùy tính. Sau khi gieo hết số hạt giống ấy, tiểu hòa thượng lại phát hiện có rất nhiều chim từ đâu bay đến mổ. Tiểu hòa thượng hoảng sợ chạy lại nói với sư trụ trì, sư phụ hạt giống đều bị chim ăn rồi. Vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh như cũ và nói không sao, hạt giống nhiều, chim có mổ cũng không hết được, hãy tùy ngộ. Nửa đêm ấy trời đổ mưa rào, sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vào phòng sư phụ và buồn rầu nói, sư phụ, những hạt giống kia đều đã bị mưa làm ngập hết rồi. Vị sư trụ trì lại nói, con đừng lo, hãy để tùy duyên. Một tuần trôi qua, trên mặt đất quả nhiên mọc lên rất nhiều mầm xanh, một số góc vườn vốn không được tiểu hòa thượng gieo hạt giống cũng mọc lên những mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay không ngớt. Vị sư trụ trì nhìn thấy vậy, gật đầu và nói, tùy hỷ rất nhiều khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết, chúng ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bởi vì cổ nhân đã giảng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, hay người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên, cho nên thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao của trí tuệ con người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.